Miền Tây Nam Bộ có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Từ điều kiện tự nhiên này mà chiếc ghe hàng với sự đa dạng của các đồ dùng thiết yếu được người dân nơi đây yêu mến. Bán ghe hàng trên sông từng là loại hình giao thương phát triển mạnh ở Cà Mau vào vài chục năm trước. Đây cũng được xem là một nghề thịnh hành tồn tại trong ký ức của người dân miền sông nước. Không gian ghe hàng khá chật, hàng hóa được bày biện lên cả mui ghe. Là anh theo nghề này là năm nay nó là 12 năm, nhưng mà lúc trước là nói chung ra nó cũng vất vả lắm cơ. Tại vì nó tranh cạnh cái là người nào cũng làm hết. Nhưng mà tới sau này nó có cái đường lộ rồi đó là người ta không còn mê cái nghề này nữa. Nhưng mà còn anh thì anh phải đeo đuổi. Tại vì lý do là anh bằng để có thu nhập thêm trong gia đình đó. Hàng ngày mình khỏi đi bằng mướn chuyện khác thì nó cũng được. Nhưng mà nó nuôi sống cái gia đình mình cũng là ok. Chứ không có gì hết trơn. Không có anh buôn bán này thì nếu mình bằng ruộng không thì chắc không nổi. Nuôi hai đứa nhỏ không nổi. Không phải là những siêu thị sang trọng để người mua tự tay lựa chọn hàng, buôn bán trên ghe thể hiện niềm tin lẫn nhau. Những khách hàng thôn quê đáp lại người bán bằng thái độ hào sảng đặc biệt. Người bán có khi cho người mua nợ tiền, đến mùa lấy lúa, cấn nợ. Bán ghe hàng tới giờ là mua xuống luôn à. Hồi trước khi là không có ghe hàng thì mình mua trong tiệm, trên bờ á. Ghe hàng ngày cháu nè, nó ghé đây hoài, mỗi ghé, mà năm nào nó cũng ghé nè. Thôi nó bán đủ thứ đó, mình muốn mua gì cũng có. Chỉ là ghe hàng đó là chỉ là thuốc uống là không có thôi, chứ còn các thứ gì cũng có. Thì cũng như xe chịch 500 ngàn, 2 ngàn vậy thôi chứ đâu có mắc nữa đâu. Bây giờ tôi nói nó đi bán cái này, nó chạy ghe hàng, nó chạy mỗi ngày. Tôi cũng nói trên bờ tôi mua, tôi cũng nói nó bán mắc hơn tao 1.000, 2.500, mình cũng nói bị nhiều tiền xăng dầu nó đi. Nghe tiếng càng là biết rồi, mỗi ngày nó vô nó bóp cái tin. Mỗi ngày chiếc ghe hàng sẽ di chuyển một quãng đường khoảng 20 km, tùy đoạn sông nhiều hay ít nhà. Những ngày cần Tết, ghe hoạt động đến khuya. Đây cũng là cách mà các chủ ghe giữ mối, giữ uy tín với khách hàng thân thiết.